làm cho đường được không? Nó kho chứ đường không ngon. Không ngon. Vô nè. Thử thử cái gì vậy? Trời ơi, ăn được không trời? Cảm ơn nha. Đường này ngon quá. Chưa ăn nữa cả nhà. Sáng như thế nhỉ, cái chỉ rất là nhiều luôn nha. Đây có một con Maya nè. À, Maya thì nó còn sống luôn không, sống ăn luôn. Đây có cái ngừ nè, lú lên nè. Wow, ngừ khá là to nha. Sáng cái chỉ rất là nhiều luôn nha. Bữa nay ít cá cơm nên cái đục cá nó hơi nhỏ. Chắc lá rồi nha. Nói chung thì sáng cái chỉ với cá ba thú là nhiều. Cá này cũng không phải ba thú. Ba thú kêu như kêu loại này ba thú vậy thôi chứ cũng không phải ba thú. Cái nhà ăn ở nhà nếu mà nhìn thấy mấy cá này nhưng còn mấy cá bạc má thôi nghe thấy không? Con cá xanh xương nè, xương khá là dài luôn ha, quá nhiều cái chỉ luôn, cái ghì luôn nè, cái gáy rồi, gáy cả nhà, tới tiền rồi, ảnh lại đi. Cao vết giá gì đâu mà cơm rồi nha, cơm này bán trên biển hiện ký cũng ghê rồi, rồi bán con 130 bây giờ biết có lên giá không.
tiếng tiếng ngoài mới bổ cầu lết xong chuẩn bị chạy dàn dây.
một giờ mang cơm kêu ra trong chợ vậy đó. Ăn tới thấu. Ăn chứ mà gấu nó mập bạc cái này luôn nè. Trời biết. Hả? Mà thử con ơi. Biết là uống em á. Chịu không rồi. Ngon. Con ăn chén cơm thôi.
không giờ ăn cơm nha cả nhà. Ré hú qua, hú qua dồn cái chả. Quyên đi chứ bà. Quyên luôn đi. Cỡ ông gì nữa mà mình không mà ai đâu mà sao lạ đâu mà. Là mình ngại cả nhà. Cả nhà có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video lần sau.